Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Sau những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài, thì tiết trời đêm nay và ngày mai sẽ dịu đi nhiều so với những ngày qua. Thời tiết tại khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với hoạt động của quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 1.500 m. Do vậy, khu vực Bắc Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông bất chợt trong ngày, tập trung nhiều hơn vào thời điểm chiều tối và đêm. Cục bộ có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Và thời tiết này có thể sẽ duy trì trong khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo trên toàn Bắc Bộ. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, dự báo từ ngày mai do ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực, nên suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Trong mưa dông luôn tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt toàn khu vực tiếp tục giảm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 34 độ, một vài nơi trên 35 độ. Mức nhiệt dễ chịu rất nhiều so với những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với thời tiết có nắng gián đoạn từ sáng đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ. Và dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển. Ở các vùng biển phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Nam đến Đông Nam cấp 4 và có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5 và có mưa dông rải rác, khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho tàu thuyền trên biển. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.